Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp touring Gian FCR 3300, một dòng xe đạp touring để rất là phù hợp cho các bác đi thể dục hàng ngày trong những cái tuyến, trong những cái tuyến phố mà bình thường đi nhẹ nhàng êm ái, thì đây là một cái lựa chọn mà các bác rất tốt để cho các bác đi thể dục. Một thương hiệu Gian cũng rất là ngon trong cái tầm giá. FCR 3300 đang bán tại cửa hàng em là 7.900.000. Xe thì được trang bị bộ chuyển động Shimano Soza, đĩa Shimano, bánh 700C khung nhôm, tông màu đỏ trắng cực kỳ đẹp. Gạt đĩa sử dụng là gạt đĩa DOG, dòng phụ tùng cũng rất là cao cấp của dòng Shimano. Đằng sau là gạt đè chuyển số Shimano Soza, bánh 700C, máy ưa các thứ là nguyên bản, bánh máy ưa nguyên bản. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG và bộ phanh cơ V, phanh V. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Dòng bộ liếp, bộ liếp 9 tầng cộng với cả là 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Và vừa em giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp touring Gian FCR 3300 đang bán tại cửa hàng, mức giá chỉ là 7.900.000, một mức giá rất là tốt cho một chiếc xe đạp thể dục rất là ngon lành. Một chiếc xe thương hiệu cũng tương đối là tốt, đến từ thương hiệu Gian. Và 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.